Đây là ổ này, hôm nay là chúng ta tách đàn. Và ổ này nó đẻ được 6 con. Đây là chúng ta thấy này, nó đều nhau rồi. 6 con rúi, hôm nay bắt đầu chính thức tách mẹ. Ăn rất tốt, răng vàng rồi, đẹp rồi. Ăn tốt lắm. Đấy. Một ổ rúi mà cứ bình quân đẻ 5-6 con, 4-5 con thế này thì lợi nhuận của nó là siêu khủng khiếp rồi. Miễn bàn, không phải nói nhiều.